Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh tin tức mới và ngay sau đây hãy cùng với chúng mình cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày nhé. Sau nhiều lần thể hiện thái độ cương quyết trên mạng xã hội, đến sáng nay, Trấn Thành cho biết đã tìm được đích danh ba Facebooker loan tin đồn không đúng sự thật về anh. Danh hài khẳng định sẽ làm ra ngô ra khoai vì sự việc ảnh hưởng đến danh dự và uy tín của mình. Sau đây mời các bạn cùng đến với nội dung chi tiết. Trên trang cá nhân Trấn Thành quả quyết, em tìm ra rồi nhé. Cả ba đã chủ động liên lạc với quản lý của em rồi. Em quay hình nguyên ngày hôm nay nên ngày mai em sẽ xử lý vụ này triệt để. Thế tôi hiền rồi làm tới hen. Lần này phải làm một lần cho đang ngô ra khoai. Em cảm ơn bạn bè, đồng nghiệp và khán giả gần xa từ hôm qua tới giờ đã hỏi thăm và ủng hộ em rất nhiều. Qua những sự cố như thế này mới cảm nhận được hạnh phúc khi thấy có quá nhiều người yêu thương mình. Em cảm ơn cả nhà rất rất nhiều. Thật sự quá hạnh phúc khi mọi người đều tin tưởng và ủng hộ em. Bài đăng của Trấn Thành nhanh chóng thu hút được sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Đa phần đều ủng hộ anh nên hành động mạnh tay với những người loan tin thất thiệt như một bài học răn đe. Trước đó, vào khuya ngày 29 tháng 5, mạng xã hội dậy sóng với hình ảnh một nam nghệ sĩ sử dụng chất cấm, được cho là diễn viên hài tên Đờ. Đáng chú ý là trên mạng còn xuất hiện những tin nhắn tiết lộ Đờ không phải là nghệ sĩ duy nhất trong cuộc bay lắc này, còn có ca sĩ H và MC Trấn Thành. Ngay sau đó, thì Trấn Thành bày tỏ sự phẫn nộ và cho biết sẽ báo công an và mời luật sư làm việc. Đến chiều ngày 30 tháng 5, nam MC thông báo đã tìm được hai tài khoản tung tin. Hai tài khoản này đã gỡ bài viết liên quan và cho rằng đây chỉ là trò đùa, hoàn toàn không có chuyện nam nghệ sĩ bay lắc. Tuy nhiên Trấn Thành vẫn quyết truy đến cùng. Trấn Thành nhấn mạnh, tôi sẽ mời luật sư và công an để làm việc với nhân vật này. Bạn sẽ phải đối diện với pháp luật vì hành động vô ý thức. Trấn Thành được khán giả biết đến không chỉ với danh nghĩa là một diễn viên hài, mà còn là MC, diễn viên điện ảnh và diễn viên lồng tiếng nổi tiếng. Sở hữu vẻ ngoài, lịch lãm cũng luôn để lại cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Tài năng, thông minh và nhạy bén là những từ được người hâm mộ dành tặng cho anh. Đó cũng là lý do tại sao Trấn Thành luôn nằm trong danh sách khách mời đầu tiên và MC trong nhiều show truyền hình nổi tiếng và ăn khách nhất hiện nay. Ngoài là một MC diễn viên hài, Trấn Thành còn góp mặt trong rất nhiều phim truyền hình và điện ảnh ăn khách. Phần lớn đều là những vai lớn và được khán giả đón nhận. Trong từng vai diễn đều khiến cho khán giả đánh giá cao Trấn Thành, không phải vì bề ngoài hay ăn nói mà chính là lối diễn xuất không bị một màu. Trong từng vai diễn, Trấn Thành luôn là một con người khác rất đa dạng và để lại nhiều suy tư cho khán giả. Cảm ơn các bạn đã xem video, chúng mình là tin tức mới và đừng quên nhấn like, share và subscribe để cập nhật những tin tức mới nhất có trong ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!